Hello, xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người đã quay lại kênh VN của bên mình nha. Thì hôm bữa giờ mình cũng không ra video nhiều à, thì bây giờ cá mình cũng đã lên. Thì bây giờ mình sẽ quay mình cập nhật từng dòng lại và báo giá cho anh em cùng xem nha. Rồi, thì mình sẽ quay dòng đầu tiên nha. Đây, tím mô sắc nó đẹp luôn. Đó, 40k một cặp nha anh em. Đó, 40k một cặp. Đây, cá trống nha. Đó, mình đang tách trống mái nha anh em. Đó, trống sẽ lên full natrium. Rất là đẹp nha. Đây, nhìn rất là ghiền nha. Anh em nào yêu thích màu tím. Đó, số lượng lên rất là nhiều rồi nha anh em. Đó, mình đang tách trống mái. Lòng tím màu sắc. Rồi, đây bên đây cá trống nha. Còn đây cá mái nè. Đó, cá mái. Đó, thì lúc anh em mua thì mình sẽ gấp trống máu cho anh em nha. Đó, tại vì mình để lâu mà cá trống nó sẽ dí cái mái, nó sẽ ôm bồn nó đẻ ra thì nó sẽ làm cho cá mái bị tóp bụng nha. Nên mình tách trống mái, lúc anh em mua thì mình sẽ gấp ghép trống mái vào cho anh em. Đó, cặp 40k nha. Rồi, dòng tiếp theo. Dòng này dòng Dumbo nha. Đó, Dumbo số lượng cũng rất nhiều luôn. Đó, bên mình cũng có trống thăng vàng nha anh em. Đó, lộn xộn nha. Đây, tay bơi rất là to luôn. Đó, thì bên mình bán với giá là 40k một cặp nha các bạn. 40k tay bơi siêu to nha. Đó, cá này còn size tơ nha anh em. Đó, do nó chưa lên full hết nha. Tầm có 3 tháng thì nó sẽ lên full cho anh em luôn. Đó, có nhiều con nó thân vàng nha. Đó, đây cá trống nha, 40k một cặp. Đó, cơm mô đất treo. Rồi, bên đây là cá mái nha. Đây, cá mái này. Size đợt này size rất là to nha anh em. Size đợt này size rất là to luôn. Đó, nó đã nha. Đây, anh em mua thì mình sẽ ghép trống máu vào cho anh em. Rồi, đây là dòng rồng đỏ nha. Đó, đợt này thì mình cũng lên tầm có vài dòng thôi nha các bạn. Tầm có vài dòng thôi chứ không có lên nhiều như đợt trước nữa. Tại mình không có thời gian chăm nhiều nha. Nên mình chỉ lên vài dòng cho anh em. Đây, rồng đỏ nha. Đó, rồng đỏ thì bên mình 30k một cặp thôi anh em. Rồng đỏ 30k một cặp thôi. Đó, trống nha, đang tách trống mái luôn. Đó, 30k một cặp rồng đỏ nha anh em. Đó, trống đường này rất đẹp nha, vây đuôi xòe rất đẹp luôn. 30k một cặp thôi anh em. Đây cá mái đây. Đó, size còn rất tơ nha. Đó, cá mái. Đó, bộ vây rất to nha. 30k cặp. Rồi, bên này là gôn. Đó, full gôn nít bông. Đó, người rất vàng rất là sáng nha. Đây, 60k cặp nha anh em. 60k cặp gôn nít bông. Đó, 60k cặp nha. Đã cũng đang tách trống mái nha. Rồi, bên đây là cá trống. Đó, trống full gold nha. 60k cặp nha anh em.